Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái add-in mà do tôi viết có tên là Grid Highlighter, cho phép chúng ta có thể là tô sáng đường viền trên bảng tính Excel. Như các bạn thấy tôi đang làm, khi chúng ta di chuyển sang các ô trên bảng tính Excel thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái đường lưới ngang và dọc, đường lưới ngang và dọc, và nó sẽ căn theo tọa độ con trỏ, dòng và cột. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng quan sát và nhập liệu. Đó, add-in này được gọi là Grid Highlighter. Edit này tôi đã viết cách đây 10 năm, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên tôi chia sẻ clip để hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng. Các bạn hãy xem cách tôi làm như thế sau. Đây là một bảng nhập liệu của tôi, số liệu rất là nhiều. Với cái bảng số liệu nhiều như vậy thì cái việc mà chúng ta nhập liệu làm thế nào để chúng ta nhập đúng dòng đúng cột, đúng dòng đúng cột là một vấn đề không phải là dễ dàng gì, mà chúng ta phải căng mắt ra chúng ta quan sát, đúng không ạ? Thì với khi mà chúng ta cài cái grid highlighter này vào thì chúng ta thấy con trỏ chúng ta di chuyển đâu thì đường kẻ sáng ở ở đó. Và các bạn hãy xem, các bạn có thể nhập liệu như sau. Ví dụ tôi nhập ở cột image index, tôi nhập các giá trị. Ok, tôi sang đây tôi nhập tiếp các giá trị. Ok, với việc mà chúng ta kẻ sáng để nhập liệu như vậy giúp chúng ta căn ke các số liệu ta nhập có chính xác hay không, và tiện cho cái việc mà ta kiểm soát tránh những cái sai sót trong quá trình nhập liệu. Để có cái add-in này thì chúng ta làm theo hướng dẫn của tôi như sau. Các bạn hãy vào trang chủ bluesoft.net, bluesoft.net, enter. Khi vào trang bluesoft.net, chúng ta hãy đưa chuột vào phần là giải pháp phần mềm. Chúng ta chọn tới phần mềm miễn phí. Đây là một add-in hoàn toàn miễn phí. Sau đó các bạn hãy vào phần mềm có tên là Grid Highlighter hiện sáng đường viền trong Excel. Sau đó chúng ta bấm vào phần tải phần mềm. Sau khi tải về và chúng ta tiến hành cài đặt thông thường, khi mở Excel ra chúng ta sẽ thấy có một đường viền hiện sáng cho chúng ta để chúng ta sử dụng. Và chúng ta có thể bật tắt nó thông qua một menu tên là Add-in. Chúng ta vào Add-in, sau đó chúng ta vào cái nút lệnh biểu tượng của nó. Chúng ta có thể tắt nếu mà chúng ta không muốn có. Còn nếu mà chúng ta muốn hiển thị lại, chúng ta phải Add-in, chúng ta bật lên. À có. Và điều quan trọng, cái đường viền này các bạn hoàn toàn có thể tự ý thay đổi màu sắc và kiểu kiểu viền cho các bạn. Ví dụ mình đổi màu đang là màu xanh, chúng ta chỉ cần bấm vào đường viền vào menu format và chúng ta đổi màu, tôi muốn thành màu cam chẳng hạn. Ok. Từ màu cam này tôi muốn đổi thành một cái nét to hơn chẳng hạn. Tôi muốn đổi nét. Tôi đổi thành một nét to hơn nữa. Ok. Ok. Tôi muốn đổi thành nét liền chẳng hạn. Ok, các bạn thấy đường viền của tôi bây giờ đang là nét liền, đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên để cho đẹp thì chúng ta dùng cái nét đứt, nó sẽ đẹp hơn, dễ nhìn hơn. Tôi sẽ chọn nét đứt. Ok, màu sắc tôi sẽ chọn màu đỏ. Chỉ cần chọn xong, chúng ta bấm chuột ra ngoài là cái đường viền đó tự động cập nhật cho các bạn. Như vậy, đây chính là cái grid giúp cho các bạn có thể là dễ dàng nhập liệu, kiểm soát cái việc nhập gióng hàng và gióng cột một cách dễ dàng nhất. Clip của tôi hướng dẫn về cách cài đặt và sử dụng cái Grid Highlighter đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.